trường tiểu học Lương Thế Vinh với tổng số 78 cán bộ giáo viên nhân viên, cán bộ quản lý 3, giáo viên 67, nhân viên 8, tổng số lớp 49, tổng số học sinh 2.414 em. Trong năm học 2019-2020, trường tiểu học Lương Thế Vinh luôn nhận được quan tâm chỉ đạo từ cấp trên, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức rất tâm huyết, năng động, nhiệt tình và có cái nhìn về giáo dục tiên tiến, hiện đại. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành. Trường đã có sự quan tâm xây dựng tập thể sư phạm có phẩm chất đạo đức tốt, công tác chính trị tư tưởng được sinh hoạt thường xuyên trong hội đồng sư phạm, cán bộ, giáo viên, nhân viên có ý thức rèn luyện tác phong đạo đức của người làm công tác giáo dục, tham gia viết bài kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ, giáo viên chủ nhiệm lớp đặc biệt quan tâm xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực và quản lý học sinh bằng các biện pháp giáo dục tích cực. Trường hân hạnh đón tiếp đoàn giáo viên Malaysia đến để giao lưu về văn hóa và giáo dục ngày 4 tháng 12 năm 2019. Trường tổ chức tốt chuyên đề tư vấn tâm lý giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục kỹ năng sống tại trường. Tiết chào cờ thực sự trở thành một giờ học lý thú, một buổi sinh hoạt hấp dẫn, nhẹ nhàng, mang lại nhiều hứng thú cho học sinh. Thầy cô là đoàn viên trong trường, lên kế hoạch hoạt động như gây quỹ hoạt động vì người nghèo, nụ cười hồng, sinh hoạt về luật an toàn giao thông. Trong các tiết sinh hoạt lớp, giáo viên thường xuyên giáo dục đạo đức qua những việc làm nhỏ như giáo dục học sinh biết văn hóa chào hỏi, văn hóa giao tiếp, văn hóa xếp hàng. Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, luôn được giáo viên chủ nhiệm quan tâm động viên các em trong học tập và phối hợp với đội thiếu niên tiền phong của trường giúp đỡ các em tập, sách, đồng phục và quà cho học sinh vui Tết. Nhà trường hỗ trợ 24 phần quà cho học sinh trong ngày khai giảng, 400 phần bánh trung thu, 25 suất học bổng và 30 phần quà Tết. Xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp, học sinh biết thấy rác nhặt liền rác và bỏ vào sọt rác. Giáo viên cùng học sinh làm vệ sinh trước cổng trường theo khẩu hiệu cổng trường em luôn sạch đẹp, an toàn. Tổ chức ngày hội tái chế chất thải để giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường. Tuyên truyền học sinh việc phân loại chất thải vào các giờ ra chơi. Đẩy mạnh việc thực hiện mô hình nhà vệ sinh xanh, sạch, đẹp cho học sinh và giáo viên. Các em luôn biết rửa tay sau khi đi vệ sinh xong, tổ chức các hội thi chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 như kéo co, cắm hoa, viết chữ đẹp, trang trí bảo tường.
chức đêm hội trăng rằm. Lễ hội mùa xuân với các gian hàng ẩm thực ba miền, các trò chơi dân gian cho các em thiếu nhi. Nhà trường luôn tạo các sân chơi để các em học sinh thỏa sức phát huy sự sáng tạo của mình, như trang trí lồng đèn dịp trung thu, về trang trí túi bố, chuột đất dịp Tết Nguyên Đán, các cuộc thi vẽ tranh. Thực hiện cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Trường luôn có sự quan tâm xây dựng giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, nâng cao học tập để thầy cô luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Tham gia tốt các phong trào do Liên đoàn Lao động quận 7 tổ chức như tham gia hội thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trường đạt 2 giải khuyến khích và giải cổ động. Hội thi karaoke mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới năm 2020 đạt giải khuyến khích. Tham gia đồng diễn thể dục khỏe để lao động sản xuất. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ và tin học, dạy học tiếng Anh, tổ chức hoạt động tạo môi trường ngôn ngữ cho học sinh học tập ngoại ngữ như dạy học theo dự án, hoạt động đọc và kể chuyện. Với các hình thức phong phú, đẩy mạnh hoạt động Open House, mở cửa đón phụ huynh vào tham dự tiết học. 100% học sinh tham gia chương trình tiếng Anh tăng cường và tích hợp. 100% học sinh tiếng Anh tăng cường được học với giáo viên bản ngữ 2 tiết một tuần. Tổ chức ngày hội tiếng Anh Merry Christmas. Thông qua ngày hội các em được giao tiếp bằng tiếng Anh, hiểu biết thêm về ngày lễ Giáng sinh. Trường tổ chức nghiêm túc hội thi sáng tác tiếng Anh và đạt kết quả rất tốt, giải nhất hội thi sáng tác tiếng Anh cấp quận của giáo viên và giải khuyến khích hội thi sáng tác tiếng Anh cấp thành phố thầy Nguyễn Duy Khương, giải ba hội thi sáng tác tiếng Anh cấp quận của học sinh hai em Nguyễn Phương Anh và Phạm Viết Thiên Phước. Dạy học tin học. Trường trang bị phòng máy theo tổ chức dạy môn tin học cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5. Trong quá trình dạy và học môn tin học, trường bố trí hợp lý thời gian lý thuyết với thực hành cho học sinh để củng cố vững chắc kiến thức đã học. Giáo viên tin học của trường giỏi vi tính và tay nghề vững vàng, luôn quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao để tham gia vào các hội thi tin học. Tham gia đầy đủ các hội thi tin học, đạt khuyến khích hội thi tài năng tin học cấp quận. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, học sinh tích cực hơn trong học tập và tham gia các phong trào của trường, lớp như tham gia văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ngày hội mùa xuân. Tham gia hội thi nghi thức đội. Trường tổ chức đưa âm nhạc dân tộc vào trường tiểu học bằng hình thức mời các nhạc sĩ, ca sĩ múa dân tộc, tổ chức biểu diễn và giới thiệu các nhạc cụ dân tộc đến học sinh, gây hứng thú và tạo được lòng tự hào về dân tộc Việt Nam cho học sinh. Đón đoàn thực tập sư phạm, tổ chức giữ lửa yêu nghề cho giáo sinh. Đối với môn thể dục, giáo viên đã thực hiện tốt việc dạy các môn thể thao và các tiết thể dục theo các môn thể thao học sinh tự chọn theo năng khiếu học sinh để gây hứng thú, tạo vui, khỏe giúp học sinh học tập tốt hơn. Giải thể thao học sinh cấp thành phố 6 huy chương, bóng đá 2 huy chương vàng Festival bóng đá học đường thành phố Hồ Chí Minh khối lớp 1 và 5,
bóng rổ, 1 huy chương đồng. Cầu mây, 1 huy chương vàng nội dung đồng đội nữ, 1 huy chương bạc nội dung đồng đội nam. Cấp quận, 119 huy chương, gồm 57 huy chương vàng, 27 huy chương bạc, 35 huy chương đồng. Đổi mới phương pháp hình thức tổ chức dạy học. Giáo viên luôn mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, dạy học theo hướng cá thể hóa, đẩy mạnh các phương pháp dạy học tích cực, kỹ thuật dạy học các mảnh ghép, dạy học theo góc, khăn phủ vàng, dạy học theo dự án, phương pháp bàn tay nặng bộ, phương pháp nhóm, tiếp tục duy trì mô hình trường tiểu học mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết dạy. Trường vận dụng các tiết học 2-1 ngoài trời, hoạt động ngoại khóa gắn với nội dung kiến thức chương trình học, kết hợp dạy học lịch sử địa lý địa phương trong các buổi học tập ngoại khóa và sử dụng lồng ghép tích hợp các môn học có liên quan đến lịch sử và địa lý cũng như kiến thức về thiên nhiên môi trường sống, như vậy lịch sử lớp 4 qua tham quan bảo tàng lịch sử, tổ chức cho học sinh về nguồn ở rừng sát, khu dự trữ sinh quyển ở Cần Giờ với lớp 5. Thực hiện tốt dạy học mỹ thuật theo phương pháp mới ở các trường tiểu học. Học sinh rất hứng thú tham gia các tiết học mỹ thuật điển hình qua tiết dạy gian hàng đồ gốm được thực hiện chuyên đề cụm. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học. Triển khai đến giáo viên các bộ sách theo chương trình mới, cùng nhau nghiên cứu, thảo luận và bình chọn sách giáo khoa cho năm học 2020-2021 là sách Chân trời sáng tạo. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học được trường thực hiện một cách tích cực. Các giáo viên đã biết cách phối hợp các kỹ thuật dạy học hợp tác và sử dụng khai thác công nghệ thông tin như một phương tiện dạy học, giúp cho giờ học nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Học sinh rất thích thú học tập trên mạng tương tác. Trường thực hiện sổ liên lạc điện tử eNet Việt và đóng tiền qua ngân hàng. Trường từng bước thực hiện công nghệ 4.0 vào nhà trường. Trong đợt nghỉ dịch Covid, trường đã chủ động xây dựng các bài giảng online, giáo viên đã vận dụng tốt các phần mềm để hướng dẫn học sinh học tập tại nhà và đạt kết quả tích cực. Thực hiện tốt các quy định về công tác phòng dịch COVID-19 khi học sinh đi học trở lại. Phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương hỗ trợ công tác trật tự trước cổng trường, tránh ùn tắc giao thông giờ vào học và giờ ra về. Đẩy mạnh các hoạt động biểu dương, tuyên truyền, giới thiệu những gương thầy cô giáo tiêu biểu, điển hình trong dạy chữ, dạy người. Cụ thể, thầy Nguyễn Hà Minh Thuận đạt giải thưởng Trái tim người thầy cấp thành phố. Cô Dương Phước Anh được tuyên dương gương sáng đảng viên năm 2020 cấp quận. Cô Nguyễn Thị Bích Nhiên được tuyên dương gương điển hình phụ nữ hai giỏi giai đoạn 2015-2019. Công đoàn nhà trường đạt bằng khen xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt do Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng. Thầy Mai Quốc được tuyên dương người tốt việc tốt cấp quận. Thầy Nguyễn Nhật Trường được tuyên dương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp quận. Ba giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận: cô Nguyễn Mỹ Hạnh, cô Nguyễn Thị Hải Yến, cô Nguyễn Thị Ngọc Diễm, thầy Nguyễn Nhật Trường, thầy Trương Anh Quang, cô Bùi Phương Thanh, cô Nguyễn Thị Minh Thơ, cô Lê Phương Thảo, cô Nguyễn Thị Bảo Ngân, cô Nguyễn Phạm Minh Quý, đạt danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu quận 7. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để xây dựng và thực hiện kế hoạch. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 1 năm học 2020-2021. Triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông mới cùng với việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất như phòng học,
phòng chức năng, thiết bị dạy học cần đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, dạy các khối lớp và ưu tiên cho khối lớp 1 vì đây là khối lớp đầu tiên trong cấp học phổ thông thực hiện chương trình sách giáo khoa mới. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu chính trong năm học, 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%, 100% học sinh được học 2 buổi một ngày đạt 100%, 100% học sinh từ 6 tuổi được học tiếng Anh, được trang bị đủ 4 kỹ năng, nghe, nói, đọc, viết đạt 100%, duy trì và đảm bảo chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đạt 100%, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,6%, học sinh được khen thưởng đạt 97,8%, hiệu suất đào tạo đạt 99,13%, trình độ giáo viên 100% đạt chuẩn, trong đó 90% trên chuẩn, chất lượng giáo viên giỏi cấp trường 43, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận 3, chiến sĩ thi đua 14 người bằng khen 2 năm, 8 giáo viên, xếp loại thư viện thiết bị tốt, xếp loại y tế tốt, xếp loại chữ thập đỏ xuất sắc, xếp loại chi bộ đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp loại công đoàn vững mạnh, xếp loại chi đoàn vững mạnh, phong trào đội xuất sắc, các giải phong trào thể dục thể thao xếp thứ nhất trên 21. Qua năm học 2019-2020, trường đã có sự tập trung cho công tác nâng cao chất lượng học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn học, thực hiện linh hoạt các hình thức tổ chức học tập, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và xây dựng lớp học thân thiện nhằm phát huy tinh thần học tập và học tập tốt cho học sinh, tăng cường các biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh, nâng cao tính trách nhiệm của tập thể sư phạm trong các hoạt động giáo dục, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, vận động các mạnh thường quân và phụ huynh ủng hộ các thiết bị dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của trường, nghiêm túc quán triệt các chủ trương của ngành, nề nếp định hướng hoạt động nhằm xây dựng và phát triển nhà trường ngày một tốt hơn,